Ngày 10 tháng 1, Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đình Tuấn, 19 tuổi ở thôn Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, về hành vi tàng trữ vận chuyển hàng cấm. Trước đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 9 tháng 1, tại thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, Công an huyện Thuận Thành phá chuyên án bắt quả tang Phạm Đình Tuấn đang có hành vi tàng trữ vận chuyển gần 10 kg pháo nổ tại cơ quan công an tuấn khai nhận được nhờ vận chuyển số pháo trên giao cho một người không quen biết tại xã đình tổ khi đến cánh đồng cánh gạo thuộc thôn đại trạch thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ